Mulligan sọt đối án mắt đen thì có rất là nhiều bạn hỏi là Mulligan nuôi có dễ không, thì thật sự ở đây mình cũng trả lời thẳng luôn là Mulligan nuôi rất là dễ, nó cũng ngang tầm so với Latium. Nói chung là cái dòng Muli là mình thấy là nuôi là ít có bệnh giặt nè, mình thấy cái sức sống nó khỏe hơn so với bảy màu. Bảy màu thì nhiều khi nó còn bệnh giống như là bị nấm bị túm lắc này nọ. Nói chung là Muli nó cũng có cái hiện tượng là bị nấm bị túm lắc chứ không phải là không có nha các bạn, vẫn bệnh bình thường. Nhưng mà có một cái là khi mà nó bệnh thì mình thấy trị rất là dễ, rất là nhanh khỏi so với bảy màu. Dễ nuôi là một chuyện, còn cái chuyện mà làm ra được cá đẹp nữa là một chuyện nữa. Thì cái Mulligan này mình nói thẳng luôn, cá dạt nó ra rất là nhiều. Ví dụ như một cái bầy nó đẻ ra ví dụ 100 con đi, thì cá dạt nó có thể là mình theo mà cái cách lựa cá của mình đó là mình dạt hơn nửa bầy. Cái này là mình nói thẳng sự thật luôn, dạt hơn nửa bầy. Thì trong đó là nó có đẻ ra là nó có những cái con cam nè, với lại là những cái con mà kiểu như là màu lên không đều, với lại nó không có lên dãy, với lại là vảy nó mỏng này nọ thì màu nó trắng nữa. Lựa ra những con vàng đẹp á, thì trong cái số đó vài cá thể gọi là đẹp thôi. Có khi là cái bầy này có những bầy nó lên đó thì lựa được tầm khoảng vài con. Còn cái chuyện mà xuất sắc nữa thì mình nghĩ là có chứ không phải là không có, nhưng mà cái số lượng rất ít. Còn như Latium á, Latium khi mà cái bầy cá nó đẻ ra là gần như là mình bán được hết, tại vì Latium thì nó có trước gon này, thì bây giờ là anh em làm nhiều rồi nên là mấy cái đời con nó sau này nó đã ổn định hết. Mình thấy là Latium nó đẻ ra, bây giờ là cái bộ cá Latium của mình nó đẻ ra ít có cái hàng trắng thường. Trắng thường nghĩa là sao? Trắng thường là giống như là mấy con mà bình tích, cái màu bình tích, cái màu mà nó trong veo luôn á, chứ không phải là màu Latium nha. Thì đó là những con trắng thường. Thì trước đây thì lúc mà mình mới nhập giống mình làm Latium thì nó ra cái màu đó nhiều, thì sau này thì mình thấy nó bày nó ra ít có những cái màu đó lắm. Thì cái thân dài và đuôi tròn thì vẫn ra bình thường nha các bạn ha. Thường các bạn thấy mình có cái gôn phân thuốc thấp là nó vậy, là cái màu nó không có đẹp đó. Còn như hai cái trio này là ở đây là mình đánh giá nó gọi là nó tạm ok thôi, chứ thật sự là cá của anh em mình thấy là cũng còn đẹp rất là nhiều, đẹp hơn so với cái này rất là nhiều. Anh em nào mà cần cái phân khúc nào thì mình cũng có chứ. Có một số anh em bây giờ là làm cái số lượng gon này rất là nhiều rồi, số lượng là cá giống này vài trăm cặp là chuyện bình thường, nên là có thể là anh em có cái số lượng cá đẹp nó cũng tỷ lệ thuận theo luôn. Chơi tầm khoảng vài chục cặp giống như mình thì thua thì cá đẹp nó ra rất là ít. Ví dụ như đây hồ giống của mình, đây là hàng đẹp đẹp không nè. Còn ở bên đây cũng vậy, bên đây thì nó ít đẹp hơn xíu, còn ở bên đây thì nó lại ít đẹp hơn đó xíu nữa, còn bên đây thì nó cũng ngang ngửa với đây đó. Thường thường là mấy cái gon này á, là mình thấy con nào bụng bự bự mình rảnh cái mình vớt ra, không khi mình để ở đây luôn mình cũng làm biếng mình không có vớt nữa. Cái Muli này nó cũng ít ăn cá con, mình thấy nó đẻ ra thì qua bữa sau mình thấy cá con cũng còn cá đóng à, nên là nhiều khi cũng làm biếng. Còn như bên đây mình bỏ lồng đẻ, tại vì này nó hơi xịn hơn xíu mình bỏ lồng đẻ cho nó chắc.